Gia đình ông Hồ Thắng và bà Hồ Thị Thông ở bản Hà Lẹc, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy là người dân tộc Pô Đô Vân Kiều. Đây cũng là tấm gương sáng trong nỗ lực phát triển kinh tế tại địa phương. Hiện nay gia đình ông Thắng có hơn 50 con dê, 4 hectare rừng và hàng chục cây ăn quả các loại. Mỗi năm mang lại cho gia đình nguồn thu nhập ổn định. Trước đây, cuộc sống của gia đình mình rất vất vả, làm cả năm mà cũng chỉ đủ ăn trong vòng một tháng. Nhưng giờ cuộc sống đã khá hơn nhờ vào việc đầu tư trồng rừng kinh tế, trồng cây ăn quả và phát triển chăn nuôi. Có được kết quả này, ngoài sự cố gắng của cả gia đình thì còn có sự hỗ trợ của các cấp chính quyền xã, huyện hướng dẫn tập huấn và hỗ trợ cây trồng, vật nuôi. Bản Hà Lạch, xã Kim Thủy có 60 hộ dân là người đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm trước đây, bà con sống chủ yếu bằng tập quán cũ là đốt nương làm rẫy. Nhờ có sự tuyên truyền vận động của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nên hiện nay người dân đã thay đổi tư duy phát triển kinh tế theo hướng tích cực. Cấp hội nông dân và rất chi là quan tâm bà con thì hội nông dân tạo điều kiện ôn bà con phát triển kinh tế mô hình trồng cao. Đời sống của người dân là ngày càng thay đổi, nhận thức của bà con về đối với sản xuất trước đây thì chủ yếu là sản xuất để tự cung tự cấp, mà từ khi có các chương trình dự án về thì cái nhận thức của bà con là về sản xuất hàng hóa đã có những thay đổi rất lớn. Xã Kim Thủy hiện có 12 thôn bản với trên 1.000 hộ dân với 5.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Pô Đô Vân Kiều chiếm 65%. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn xã chỉ còn 28%. Chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo để thực hiện tốt 3 cái chương trình mục tiêu quốc gia là chương trình phát triển kinh tế xã hội của vùng đồng bào dân tộc, chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững. Thì 3 chương trình mục tiêu này đồng thời hàng năm thì huyện là cũng trích ra một cái nguồn ngân sách để hỗ trợ thêm cho bà con đồng bào dân tộc, đặc biệt là hỗ trợ trong vấn đề giống cây trồng vật nuôi để tạo sinh kế cho bà con. Song song với đó chúng tôi sẽ chỉ đạo để mà nâng cao cái chất lượng và văn hóa tinh thần của bà con đồng bào, khai thác các cái giá trị văn hóa trong đồng bào để làm sao đó là cái phát huy cái sức mạnh nội lực của bà con, đảm bảo cho phát triển kinh tế xã hội nó bền vững hơn. Những năm gần đây tại Quảng Bình, số hộ đồng bào dân tộc thiểu số có thu nhập khá trở lên ngày càng tăng. Toàn tỉnh có hơn 1.000 hộ làm ăn khá giỏi. Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số giảm bình quân từ 4 đến 5% mỗi năm trong giai đoạn 2016-2021. Có được những kết quả đó, chính là nhờ Quảng Bình đã thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, gồm xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xóa đói giảm nghèo bền vững. Trong những ngày Tết đến xuân về, đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh đều cảm thấy hân hoan trước sự thay da đổi thịt của quê hương. Và bức tranh vùng đồng bào dân tộc thiểu số hôm nay đã được tô thắm bởi những gam màu tươi mới, cuộc sống của người dân nơi đây ngày càng ấm no và hạnh phúc.